Rồi, xin chào toàn thể anh em. Em là Đỉnh MCB. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng hoặc là cần em hỗ trợ tư vấn cái gì á, góp ý cái gì thì anh em cứ nhắn tin qua Viber cho em. Đây là số điện thoại Viber của em. 0823611399. Anh em muốn mua hàng có thể tải cái ứng dụng Viber này về. Rồi nhập số điện thoại này vào là nó sẽ hiện ra cái nick Viber của em thôi. Thì có nhiều anh em hỏi em dạo này thấy bác ít làm clip quay bán hàng cành này kia. Thì thật anh em là bận quá anh em ạ. Bận lọ mọ lọ mọ, vợ em thì nó cũng mới sinh, thành ra là cũng hơi lu bu, vừa phải bán hàng vừa làm hàng vừa gửi hàng cho anh em. Thì tiện thể ở clip này hôm nay này tranh thủ tí, rảnh thì chưa rảnh đâu nhưng mà tranh thủ một tí thôi, thì quay video cho anh em xem sơ qua về một số mặt hàng cành. Và ở clip này em có thanh lý cho anh em là cái con kính này, kính này, kính hồng ngoại DS3570RF. Cái con kính này là kính này, em hay quay trên kênh đấy anh em. Em hay đi săn bằng con kính này này. Hay đi săn bằng con kính này, con kính này thì có hai chế độ là dùng cả ngày cả đêm luôn nhé. Anh em bắn vào ngày cũng được và bắn ban đêm cũng được. Thì tí con này em sẽ nói sau nhé. Con này anh em nào có điều kiện mà xúc cái con này là quá là hợp lý này. Tí em sẽ nói cho anh em sau. Giờ nói với cảnh nhé đi. Cành thì em có các thông số sau đây để cho anh em lựa chọn. Đấy, bên em thì tất cả các loại cành đều có. Riêng về mảng cành xịn thì em dám tự tin em báo giá cả Việt Nam luôn. Nha. Bên em nói về cành Condo, Condo 5.5 thì em có 4 phiên bản 14, 16, 18 và 20 inch. 14 và 16 inch em có thể gắn cho Condo Talon. 18 và 20 inch thì anh em gắn cho Condo Z, Condo thẳng dài, Condo U này nọ là ok nhé. Báo sơ thông số vậy để cho anh em nào mới chơi ấy, chưa biết ấy, thì anh em lựa cành nó phù hợp với lại cái củi của mình. Còn Condo 635 á thì em có hai phiên bản 16 và 20 inch nhé. Còn FX 2 lỗ và 3 lỗ thì em chỉ có làm 16 inch 5.5 lỗ hơi kép thôi nhá. FX 5.5 em chỉ làm duy nhất 16 inch lỗ hơi kép. Lỗ hơi kép thì anh em biết rồi. Cành có ngon hay không, FX có ngon hay không là do cái lỗ hơi kép này làm có chính xác hay không này. Lỗ hơi kép rất là ngon, tí nói sau. Còn FX Terminator thì em làm 20 inch 5.5 cũng lỗ hơi kép luôn. Terminator thì anh em gắn cho em cái 20 inch này là đẹp nhất, phù hợp nhất. Còn FX Impact M3 này, MK1, MK2 là có em làm nó là 24 inch 5.5 này, nó hơi kép. Cricket X, Cricket S, Vulcan thì em làm cho nó 24 inch 5.5 nó hơi kép. Còn cành CF 200 blank á, blank tức là cái cành chưa tiện đuôi chuột đấy anh em. Chưa tiện đuôi chuột người ta gọi là cành blank. Thì cái cành này để dùng cho anh em tự tiện theo cái nhu cầu của mình. Đối với những cái củi là nó hiếm cành trên thị trường, nhưng mà cái củi mà dạng không phổ biến ấy, thì mình cái này làm ít thôi, làm đẩy ra gọi là cho có, anh em cần thì anh em dùng thôi. Đó. Và giá cả thì em có báo ở đây luôn. Giá cả em không báo chi tiết cho từng loại được vì giá cả nó biến động lên xuống tùy thời điểm. Nhưng mà giá nó dao động từ 2 triệu cho tới 2 triệu 8 nhá. Tùy là anh em lấy cành gì và bao nhiêu inch. Để biết giá chính xác thì anh em cứ nhắn tin Viber cho em. Rồi em sẽ gửi bảng giá chi tiết để anh em tham khảo nha. Mua cũng được, không mua cũng chả sao. Còn anh em khó khăn gì về vấn đề này nọ, anh em có thể hỏi em. Em biết tới đâu á, thì em sẽ chỉ cho anh em tới đấy. Đó. Em cũng làm nghề rất là lâu rồi. Thuộc dạng là những người làm về môn PC này đầu tiên ở Việt Nam rồi. Anh em nào mới thì có thể không biết, chứ còn nếu anh em đã chơi cựu chiến binh lão làng trong cái môn PC này chắc chắn sẽ biết em. Đó thì em bỏ ra mỗi cái một loại thôi. Đây, để nói về cành Condo chứ đi. Đây. À. Ở cái clip này em có làm thêm mấy cái 4.5 cho anh em ấy nhá. 4.5 phi 12 á. Em làm của nó là tổng cộng là 35 cái mà mấy ngày trước bận chưa làm video đăng bán gần hết mẹ rồi. Giờ hiện tại giờ nếu mà 4.5 á, nếu mà 4.5 á thì em chỉ có duy nhất phi 12 thôi anh em nhé. Phi đường kính là phi 12 thôi. Còn 5.5 với 635 đều là phi 16.
dạng phổ biến. Còn 4.5 này á, nó chỉ có phi 12 thôi. Tại vì phi cái phôi xịn á, thì em chỉ có phi 12, 4.5 á. Còn cái phôi phi 16 thì có đấy, nhưng mà phôi nó chất lượng nó trung bình, nó không được tốt lắm, nên là em không có làm. Phi 12 này á, thì anh em chịu khó anh em mua cái gặp định tâm phi 12 thôi. Nhưng cái ưu điểm nó mang lại cho anh em là cái củi anh em rất là nhẹ. Có ưu có nhược nha. Nhược là phải mua cặp này sinh cặp định tâm. Định tâm em không bán, anh em có thể lên mạng em mua ở đây. Nhưng mà nhược điểm ưu điểm của nó lại là cái củi anh em rất là nhẹ. Và cái cành 4.5 này FX á, thì em chỉ làm 14 inch thôi anh em nhé. Đây 14 inch này. CF 200 can chấm 22. À CF 200 can chấm 177 là 4.5 đó. Đấy. Đỉnh BCB. Logo thương hiệu dập chìm đây, đỉnh. Này, cho anh em xem khương. Đẹp không anh em? Trông với cái mặt hàng gì không nói, nhưng mà riêng cành em tự tin là toàn là hàng hàng tuyển không à. Một cái sản phẩm mà em đưa ra thị trường rất là chất lượng, từ cả nguồn phôi tới lại là tới cái chất lượng của nó. Rất là chất lượng mà em bán cái giá nó rất là mềm. Chỉ dao động từ 2 triệu tới 2 triệu 8 thôi. Tùy loại. Tùy chiều dài nữa. Cành nào gia công nó khó, nó tốn thời gian thì mình sẽ ấy lâu hơn tí. Đó. Vậy. Và toàn bộ FX của em á, miễn là cành FX của em á, thì em đều của nó làm là lỗ hơi kép. Thấy chưa? Anh em nào chơi FX thì anh em biết. Cành lỗ hơi kép mới là cành ngon. Cái lỗ hơi kép này á, thì cái mục đích của nó là nó chống vấp kẹo. Nó xả rất là mạnh nhưng mà nó sẽ chống vấp kẹo. Tại vì ở giữa thì nó có một cái lợi để đỡ viên kẹo lại, không cho viên kẹo cắm đầu xuống. Nên là cái cành nó khi đẩy kẹo qua nó trơn tru mượt mà. Nó sẽ tối ưu độ chuộng anh em. Đó là 4.5 nha. 4.5 hiện tại em có FX 14 inch nha, phi 12. Ờ, quân đô được ta. À, đây. Đâu nhỉ? Em còn một cái 4.5 18 inch. Đâu rồi ta? Để em. Đâu mẹ đấy nhỉ? Mình mới cầm đây mà, còn dư một cái thôi. 18 inch. À. Đây rồi. Đấy. $4.5 quân đô này. Em thấy chưa? Xếp 200 can chấm 177 đỉnh BCB là 4.5. 4.5 của em chỉ có phi 12 thôi nhá. Mua thêm cặp định tâm nhưng mà cái ưu điểm nó mang lại cho em là cái củi rất là nhẹ, rất là sướng. Anh em thấy chưa? Em chả có gì ngoài hàng đẹp anh em ạ. Anh em thấy đẹp chưa? Còn gì để anh em mà lăn tăn không? Đó. Gọi là hoa hậu chứ không phải là đơn giản. Ok chưa? Đó, nó là 4.5 nhá. 4.5 hiện em có phi 12 nhá. FX thì có 14 inch. Condo thì còn một cái thôi, 18 inch. Đó. Video lên anh em nào nhanh thì bốc, không nhanh chẳng còn đâu. Đó. Còn condo thì em chỉ lấy một cái để em soi thôi. Condo 5.5 này nó phi 16 này. Thì em có ấy rồi, có báo anh em rồi là chỉ ngoại trừ thằng 4.5 là phi 12, còn lại toàn bộ là phi 16 hết. Nha. Đó. Thì em cành condo em chỉ lấy một cái soi thôi. Nhưng mà soi nhiều ấy. Rất là nhiều clip cũ đã soi toàn bộ rồi. Mà mất thời gian lắm. Mình thì bận mà. Em thì anh em chơi anh em lại gì em nữa đâu.
gọi là cũng không phải hay, nhưng mà trong cái môn BCB này cũng dạng có tên tuổi rồi. Em thấy chưa? Em thấy đẹp chưa? Đẹp nhức nách không? Đó. Condo thì có 14, 16, 18, 20 inch. 5.5 đó. Đó là condo nhá, còn FX này. FX 5.5 đây. Đấy, xếp 200 anh em thấy chưa? Quay video vội vàng anh em ạ. Tí phải đi giặt tã cho con nữa. Khổ ghê. Đúng là sướng con cu thì mù con mắt. Đó, đẹp không anh em? Tất cả cành của em đều có chóp keo ổ kẹo đầy đủ nhá. Riêng về cái độ bền của phôi ấy thì bao cho anh em là thằng nấm một tạ sẽ lúc 70 kg. 70 kg thì chưa ai bắn nhiều đến như vậy đâu, nhưng mà anh em chơi, những em đi rừng chuyên nghiệp á, lấy cảnh của em thật sự, những anh em mà người ở mà cái vùng mà vùng cao á, vùng núi á, người ta không có, người ta kiếm mấy con chim về người ta kiếm sống thôi. Những anh em chơi đấy 40 kg kẹo rồi vẫn chưa sao cả. Anh em chơi thoải mái đi. Đó. Quên. Cái FX nãy anh cho anh em xem cái lỗ hơi kép luôn. Hàng em làm em kỹ tính lắm, bởi anh em nhìn cái hàng em làm nó sắc sảo lắm. Thì cả cái lỗ hơi kép bây giờ cũng rất nhiều chỗ làm, nhưng anh em nhìn không phải là nhiều chỗ nó phay, thật sự là không đúng kỹ thuật lắm. Nhìn sắc sảo này, cái lợi ở giữa này phải mỏng thì nó mới hơi nó mới qua mạnh được, chứ còn anh em mà làm cái lợi ở giữa nhiều chỗ, cái mà làm cái lợi ở giữa này dày cộp, thành ra là nó xả rất là yếu, nhiều chỗ máy móc người ta không ngon, máy móc người ta không xịn á, người ta làm cái lợi này dày cộp. Thì mặc dù lỗ hơi kép, làm lỗ kép nhưng mà làm không đúng kỹ thuật đó, thì tổng chẳng cao được. Còn cái hình FX thì ở mặt bàn đằng này em làm cho nó một cái mặt phay bằng này. Mục đích là anh em để anh em cắm vào quy, anh em siết cái ốc chí trên đây. Thì nó sẽ bị, nó sẽ cái lỗ hơi nó sẽ đồng tâm, không bị lệch lạc đâu cả. Mà nó chắc cái cành. Anh em có vặn giảm thanh ra, vặn giảm thanh vào thoải mái, cành chẳng xoay đâu được cả. Đó. Đấy. Đây là cành Terminator này. FX Terminator thì nó làm hai cái lỗ hơi của nó bộ quy lên bên hông như này. Nhưng em thấy cái em làm hàng của em có đặc biệt không? Kể cả cái bộ quy Termi này nó phay vát như thế này, thì khi cái bộ quy Terminator hơi không phải là nhiều chỗ em thấy nó làm khoan thẳng cái lỗ hai ngang như vậy thì không ngon được. Tại vì cái bộ quy á, cái lỗ bóng cành nó tròn như thế này, nhưng mà cái lỗ này ăn ở xéo ở bên dạng này, mình phải phay vát như thế này nó mới ôm chọn lỗ hơi được thì mới ngon được. Còn anh em khoan một cái lỗ tròn như vậy, mặc dù anh em khoan lỗ to ra cũng không ngon, không bao giờ nó ôm kín được cái lượng hơi cả, không ôm kín được cái lòng cái lỗ hơi, tại vì cái cơ cấu của cái bộ quy Terminator nó khác. Anh em thấy cả cái Việt Nam có ai phải làm cái lỗ mà chi tiết sắc sảo như em không? Không phải nó hay, nhưng mà đúng anh em đi nhìn những cái cành Terminator phay có khác biệt không? Độc đúng không? Đó. Đây cũng làm cái lỗ mà là cây ốc chí cho anh em. Định hình cái cành. Em làm kỹ lắm. Thì em nói thật với anh em là ngày trước là em chơi cái cũng từ cái môn này người chơi đi lên đấy mà. Mà ngày xưa anh em giờ chơi nó còn sướng. Anh em bây giờ chơi thì không biết thì hỏi bao nhiêu người, người ta còn chỉ cho. Cái hồi em chơi á, toàn coi những clip của bọn Tây Lông á, có biết mẹ gì đâu. Tiếng Anh thì mình rốt, mình có biết gì đâu. Tao nói không hiểu gì cả. Mà toàn nghe xì xồ nhìn hình ảnh á. Đợt đấy ngồi căn được là đấy, căn mà con ví dụ như là căn được 60 mét ăn mồi là sướng lắm rồi. Đợt đấy nó không ai chỉ mà. Rốt đặc cắn mai ra luôn. Không ai gọi là phổ biến cái kiến thức này cho mình cả. Còn bây giờ thì nói chung là nhiều anh em đi trước, anh em có kinh nghiệm chỉ anh em sau thì nó cũng đơn giản cho người chơi. Đó, về cảnh đó, em chỉ quay vậy thôi. Hàng kia ở trong kho em còn nhiều lắm. Không bỏ ra nhiều, tí lại phải phủ dầu không? Bụi bặm. Rồi, cảnh nó thì sơ vậy thôi. Cần cảnh gì á, hú em, nha.
thông số đây. Em có cái gì em báo cái đó có cái đó, không bao giờ em báo linh tinh. À quên, cái quan trọng nhất là cái thông kẹo cho anh em nhỉ. Chọc cho anh em viên kẹo đi. Anh em nhìn viên kẹo cắn anh em lắc mẹ mắt này. À, cái này 4.5 vừa nãy này. 4.5 thì cái kẹo 4.5 thì em không làm. Anh em có thể mua trên mạng đây. Còn em chỉ lấy thông kẹo cho anh em xem thôi. Thông em với slug nhé. 4.5 thì em có slug ở đây, em thông slug. Cành của em á, tất cả các loại cành, chơi nấm cũng được mà slug cũng được. Anh em chơi loại nào á, thì chỉnh áp theo loại đó thôi. Khó khăn về vấn đề canh chỉnh em không biết gì đó thì có thể nhắn tin em sẽ hỗ trợ nha. Đây, cây bé. Tất cả cảnh em đều có chóc kẹo ổ kẹo anh em nhé. Đó. 4.5 đó. Cảnh thông rất là mượt, rất là sướng. Tự phần chóc kẹo này. Chờ em một tí. Lấy cái này lót chứ cái que này bé. Nó có 3 ly à, chọc vào tay đau quá. Rồi. Đây là 4.5. Còn 5.5 này. Bên em có bán kẹo nữa nhá. Kẹo Slug thì bên em có một bản duy nhất 5.5123g bản ngắn khuôn nhập nha. Slug thì 550 một ký. Slug thì báo công khai được luôn, tại vì hàng nhà trồng, nhà làm. Đó. Côn đô này. FX 2 lỗ, 3 lỗ này. Sẽ lúc 550 anh ký, nấm thì 500 nhá. Nấm thì em có 5.52 và 6.35. Cái cảnh lỗ hơi kép anh em đẩy cái viên kẹo nó mượt nó sướng. Đó. Rồi. Đó. Tiếp viên nữa đi. Cành Terminator nhé. À. Kẹo nấm thì không chọc đâu, cho nó nhanh. Tại vì anh em muốn cái viên cái cành nó chuẩn hay không, anh em cứ chọc viên bên slug anh em biết nhé, là chuẩn nhất. Slug anh em cắn không đẹp á thì nấm cắn không bao giờ đẹp được. Slug nó cắn nguyên viên nên là cắn nó chuẩn nhất đấy. Tại vì nấm bỏ trong kho giờ phải chạy vào lấy, quên lấy ra giờ phải chạy vào lấy mệt lắm. Khó nhìn nhỉ. Này. 4.5 này. Anh em thấy cắn chưa? 4.5 này. Kẹo nó phải cắn như vậy. Đều đẹp sắc nét.
4.5 này. Em thấy nó cắn kẹo không? Đều tăm tắp. 5.5 này. Hơi khó nhìn, để bỏ gọn đây. Anh em thấy đẹp chưa? Nó cắn đều tăm tắp, nó cắn đều như hoa hậu vậy đó. Một cái cành mà anh em nó cắn kẹo chuẩn và kẹo đều đẹp sắc nét như vậy thì anh em chơi mới ngon được. Đặc điểm của cành của em làm ra tốc rất là cao. Cành xếp của 200 của em là 9 khương tuyến anh em nhé. 9 khương. Nhiều anh em không biết ấy, thì anh em có hỏi em là cành tốc cao và tốc thấp thì nó khác nhau ở điểm nào. Đó, thì em có clip này em có trả lời cho anh em luôn. Cành tốc cao, cái ưu điểm của nó là khi anh em ví dụ anh em hai cây củi. Đây, nói vậy cho anh em dễ hình dung nhé. Cây củi này, cái cành tốc thấp này, cây củi này, cái cành tốc cao này, đúng không? Thì hai cây đều đặt áp của nó, ví dụ như là chơi xà lúc chẳng hạn 140 đúng không? Thì cây tốc cao này đặt áp 140 tăng múa búa ở mức 3, tốc nó đạt khoảng 900 đúng không? Cây này cũng là cây tốc thấp này cũng là áp 140, mức búa cũng là mức 3, nhưng mà thằng FS nó chỉ đạt tầm 800 mấy thôi, 840, 850 thôi. Thì tốc thấp hơn thằng này thì anh em muốn thằng này tốc cao lên 900 em phải tăng búa lên. Mà tăng búa lên đồng nghĩa với lại hao hơi. Tăng búa càng căng thì càng hao hơi. Tức là một cái củi anh em nếu mà cái cành tốc cao anh em có thể bắn được 60 viên chẳng hạn. Một cái cành tốc thấp anh em chỉ bắn được 35-40 viên thôi. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Và cái vấn đề thứ hai là cái cành tốc cao khi anh em bắn là viên kẹo nó tới mục tiêu nhanh hơn. Cảm giác anh em bắn một phát là tới mục tiêu luôn. Anh em thấy qua những clip em trên em đi săn ở trên kênh á, 170 mấy mét em bóp một phát là tới luôn, nhanh lắm, tốc 900 mấy không à. Đó là sơ sơ lên như vậy đó. Còn anh em nào mà muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn nữa thì anh em có thể nhắn Viber cho em, mua cũng được, không mua chả sao, không biết cái gì thì hỏi em, biết đâu em sẽ tư vấn góp ý anh em tới đó nha. Đó xong vấn đề cành. Còn nói về vấn đề kính đi. Đây, nói sâu hơn kính này. Đây là con kính Pat DS35 70RF. Con này thì em hay đi săn trên kênh anh em này. Thì con này thì thích hợp cho anh em chơi đồng bằng cũng được, mà anh em đi rừng cũng được. Thì anh em thích chơi đâu chơi. Và của nó là con kính điện tử. Nó có hai chế độ, đi săn ban ngày và ban đêm luôn. Em bắn ban ngày cũng được, bắn ban đêm cũng được. Còn em bắn trên kênh 180 nhưng tiếc là bắn cò vẫn bình thường ấy. Nhìn cũng rất là nét, chứ không giống như con kính trên thị trường đâu, tại vì nó là hơi dòng cao cấp mà. Con này trước em mua 24 triệu này. Và clip này là em sẽ xả lại cho anh em với cái giá là 14.500.000. Con này là gắn trên cây củi, cây FX mà tay kéo của em á. Cây đó em chế hay đi săn trên kênh á, nhưng mà cây đó em bán cho ông anh rồi. Ông anh không thích cây đó thì em bán lại cho ông năn nỉ mãi. Em mỗi lần em bận mà ráp lại cây khác thì cũng được đó, nhưng mà lười lắm. Anh em chơi nhau thì ông bảo là bán lại mãi, em nói suốt. Ngày nào đi uống cà phê thì cũng nói. Thế nó bán rồi. Thì còn dư con kính này ra. Và em mới về một cái lô là C4, về 800 cái là C4 thì nó hơi nhiều tiền, hơi kẹt tiền. Thì bán luôn cây này đi. Bán luôn cây này với cái giá cho anh em là 14 triệu rưỡi nhá. Em mua mới là đã mua là 24 triệu á. Clip em bán chỉ có 14.500.000 thôi, kẹt anh em nào có tiền nhất trong thời điểm này là quá là lợi nha. Hàng rất là đẹp, em ít dùng lắm. Em còn ít dùng còn rất là đẹp, rất là mới keng nha. Đó. Thì ở đây trên này nó có cái trang bị cái này là cái này là cái bên đây là cái bên đèn hồng ngoại này. Bên này là đo khoảng cách này. Con kính này thì nó có tính được cái hệ số đàn đạo cho anh em luôn, tức là tính điểm rơi á. Đây trên này nó có 4 nút này. 4 nút cơ bản này. Bên này là bật hồng ngoại này. Bên này là quay video chụp ảnh này. Bên này là mở wifi này. Bên này là bấm đo này.
Ví dụ anh em lấy tầm 50 mét, anh em lập trình về 50 mét. Anh em bấm tầm, ví dụ là anh em bắn khoảng cách 100 mét, nó rơi ở điểm nào thì con kính nó tự chỉ cho anh em luôn. Anh có thể xem những clip em đi săn trên kênh là anh em sẽ hiểu cái con kính này hoạt động như thế nào. Còn anh em chưa biết dùng con kính này thì anh em có thể đang nói anh em đang dùng kẹo gì đó, thì em sẽ lập trình sẵn cho anh em. Và anh em về cái chơi trước có vấn đề là không biết nữa thì anh em hỏi cho em chỉ cho anh em 5 phút anh em dùng được bình thường. 24 triệu mà bán lại cho anh em có 14 triệu rưỡi thôi. 24 triệu thì bây giờ nó có thể nó xuống một chút, nằm đâu đó đánh quanh cái mức 22 triệu á, thì em bán 14 triệu 500 mà hàng rất là đẹp đó, kẹt mới bán thôi. Nếu muốn có tiền em sẽ rác cái khác và em sẽ cũng mua lại con này, em sẽ cũng mua lại con này, về con này chơi rất là ngon, săn ban ngày được ban đêm được. Mà cái dòng kính điện tử thì anh em chẳng bao giờ anh em phải lo vấn đề nhảy tâm cả. Ở đây thì em có làm cho cái nắp nhựa này, cái nắp ống nhựa Huỳnh Minh của nó là đi kèm của nó là một cái nắp này, này anh em, nó đi kèm một cái nắp này, này một cái nắp này. Nhưng mà cái con nắp này nó em lại bị rơi mất con ốc rồi. Này, con ốc của nó đây. Đó, nó bị rơi mất cái con tán này rồi. Con tán này để vặn con ốc này vào. Thì cái thì em chưa có thời gian em đi mua thì thôi. Tiện đỡ cái ống nhựa đút vào luôn. Anh em muốn để cái này dùng được. Mà muốn dùng này thì em kiếm con ốc em vặn vào đây xong em gắn vào đây là xong thôi. Đóng vào mà. Nắp vào đây để này cũng được, này em làm nó tiện mà rồi đó. Anh em thích dùng thế nào thì dùng thôi. Và cái con cái chân kính của nó là cái chân kính đường ray, kính ray là 20-20 nhá. Anh em bắt FX kia thì anh em có thể gắn vào FX luôn là được. Còn anh em gắn muốn gắn Kondo thì anh em thay cặp chân kính này sang ray 11 anh em gắn thôi. Và cái dàn ốc của nó này em thay toàn bộ nó là ốc titan hết, ốc titan ấy anh em nhá, titan GR5 á, chứ không phải là ốc inox mà nên màu đâu. Ốc titan của này nó là tổng cộng là 4 này, 8 này, 9, 10, 11, 12. Ốc này em mua 30 ngàn một con, 12 con là vị trí ra tới 360. Nguyên thì ốc không đã 360 rồi. Xả anh em cái giá 14 triệu, 500. Quá rẻ. Tất cả sản phẩm em này bán chuyển khoản nha anh em nhé. Anh em nào mà hỏi vấn đề cốt thì thôi, bye bye. Nói thẳng luôn cho nhanh đúng không? Tại anh em nào biết em từ xưa giờ rồi, kể cả đơn hàng mà 100-200 nghìn em vẫn bán chuyển khoản hết, cứ có tiền là có hàng cho anh em thôi. Còn làm nghề thì nói chung anh em biết em là thuộc dạng mà là cựu chiến binh rồi, một trong những người đầu tiên tại Việt Nam là BBC. Đây phải thanh lý là vì về cái gói này anh em. Em về luôn lò xo này nhiều tiền quá, thành ra là làm cái củi của mình ráp lại cũng được thôi. Nhưng mà ông anh nói quá, với lại bây giờ lại đang kiệt tiền em bán. Mà ông có kính rồi thì còn dư em kính này thì em bán cái giá rẻ như vậy thôi, đang cần tiền mà bán 14 triệu rưỡi thôi, quá là rẻ. Anh em có điều kiện này nên xúc. Đây là lò xo Kondo C4 này, cái lô này em về 800 cái cơ. Cái lô này em đặt tính ra hôm nay là hơn 4 tháng rồi mới về. Sò này chơi cực kỳ là ngon. Sò này em có nói trên kênh rồi. Cái công ty mà sản xuất ra cái lò xo này á, nó thành lập từ năm 1925 cơ. Tức là gần 100 năm rồi. Đây cho anh em xem, không phải nói phét đâu. Đấy. Cái này là cái tên công ty á, thì em đã che nó mất đi rồi. Em che cái tên logo đỉnh BC vào đây rồi. Thì cái mình phải giữ này cho mình một cái chén cơm, nên là em phải che cái logo đi, không nhiều thành phần nó không hay lắm. Đây, nó thành lập từ năm 1925 tới năm 2025 là nó tròn 100 năm. Đó là cái công ty mẹ của nó anh em nhé. Công ty mẹ nó được gần 100 năm rồi.
công ty này thì nó gia công rất nhiều mặt hàng, nó làm kể cả đồ kim khí, lò xo này nọ, kim khí điện máy, và từ hàng dân dụng tới cái hàng mà về bên hàng không đó, là nó có làm. Và cái công ty con của em đang làm, cái đặt lò xo này là làm cái công ty con của nó, có trụ sở tại Việt Nam, vốn đầu tư là 100% của nước ngoài anh em nhé. Đó, lò xo bên này là mình lấy được cái lò xo này về cũng nó rất là chua chát, đặt được cái lò xo này chua chát. Có nhiều anh em có thể sẽ thắc mắc là tại vì sao á cái công ty nó đặt ở Việt Nam mà thì anh em, nhiều anh em không biết, tại vì nhiều công ty nó vẫn đặt trụ sở tại Việt Nam đó thôi, tại vì Việt Nam thì nó cứ ưu đãi về về thuế hơn này, chi phí vận hành nó rẻ hơn này, và cái nhân công nó cũng rẻ hơn, nó làm nhiều cái mặt hàng này xuất ngược lại châu Âu cũng có nữa cơ. Đó, thì cái lò xo của nó thì rất là quan trọng trong cái củi. Lò xo nó quan trọng nhất là cái độ đàn hồi anh em ạ, độ đàn hồi nó búng ra phát nào cũng phải đều tăm tắp như vậy thì cái củi anh em ổn định được. Đây, quảng cáo lò xo nó cứ phải như em, anh em nào tay khỏe, tay to, tay lực sĩ, anh em cứ về anh em kéo hết cỡ cho em, bẻ thoải mái cho em. Đó, ok chưa, có lò xo chất lượng như thế này em bán chỉ có 200.000 thôi, 200.000 một cái, trong clip này tặng 30 cái, nếu anh em mua bất cứ một cái cành bất kỳ, tặng em một lò xo nha. Đó, thì sáng nay em cũng bỏ 50 cái rồi, bỏ 50 cái là bỏ cho lái, không phải là lái bán hàng mà lái ráp củi anh em đó, người ta hay đấy là xo của em, là xo chất lượng á. Một cái lò xo khi anh em lên quy á, nó rất là nhẹ nhưng mà lực búng rất là ngon. Anh em lò xo này có thể chơi 4.5 tới 6.35 condo và slip đều được. Lò xo quan trọng nhất là cái lực đàn hồi, còn mạnh nhẹ anh em có thể là tăng chỉnh cái trên cái cây củi của anh em, tăng chỉnh condo thì và chống tí xả làm sao cho nó phù hợp với cái đạn anh em đang dùng nhé. Còn quan trọng nhất là cái lò xo này đàn hồi. Đấy, hai đầu này bo phẳng hai mặt, thấy không? Mặt phẳng này nó coi vậy nhưng mà quan trọng anh em ạ, là nhiều cái lò xo mà không bo cái mặt phẳng này thì cái tiết diện lực nó không chia đều lên đây, nó cũng giảm bớt một phần là ổn định đó. Đó, em mài hết cái nào như nhau, 10 cái như một anh em ạ. Này, nhìn cái lò xo nó khôn không? Đó, trả tiền lò xo này tốn tiền quá, nên là em bán rẻ cái con kính cũng 14.500.000, mai mốt có tiền em cũng mua lại con đó, con đó tiện lắm, chơi ngày chơi đêm đều được, nó chia cho mình cái tính khoảng cách cho mình, điểm rơi cho mình luôn, đo khoảng cách chơi ngày chơi đêm tính điểm rơi. Hai em mua 24 triệu clip em xả chỉ có 14.500.000 mà. Đó, vậy thôi. Thôi clip tới đây thôi, giờ cũng phải đi giặt tã cho con đây, giặt tã cho con mới bắt đầu đi làm đi cà phê, mệt quá. Anh em cần gì cứ nhắn tin Viber cho em nhé, 0823 611399, ưu tiên anh em nhắn tin Viber, anh em gọi điện trực tiếp em ít khi em nghe lắm, tại vì em rất là nhiều việc, anh em gọi nhiều em không nghe được, cứ nhắn tin Viber em sẽ trả lời đầy đủ nhé, chi tiết. Anh em xem cái video này vui lòng cho em xin một like và đăng ký kênh nhé. Rồi, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp anh em ở video lần sau.